Soái đang hít heroin thế đó, bảo bác Soái ơi đừng hít heroin nữa, chạy thể dục cùng cháu nào. Thế là bác Soái hết hút heroin xong phê sướng đi theo nó bỏ luôn không biết gì đấy. Thế xong bắt đầu là hai đứa trai ấy, thế xong rồi đến nhà bên mình nhầm nhà con mình con cứ cho là con mèo đi, con mèo đấy nó đang hút đang chơi lắc. Thế xong bắt đầu con hỏ với cả bác Soái mới bảo là lầy mèo trắng ơi đừng chơi đừng chơi thuốc các nữa, hãy chạy thể dục cùng chúng tôi nào. Thế xong bắt đầu là con mèo me sương đi luôn. Thế là ba con chạy, cuối cùng là đến nhà con rùa. Thế là con thỏ trắng lại mới bảo là con rùa đang chơi gì, con rùa đang chơi cần sa. Ghê. Thế xong bắt đầu là con thỏ trắng mới bảo là lầy chú rùa ơi đừng chơi cần sa nữa, hãy chạy thể dục cùng chúng tôi nào. Đấy, quay pha xong bắt đầu con rùa quay ra câu quay pha từng câu chậm nó nói kìa, địt mẹ con thỏ trắng kia mỗi lần mày ngáo đá mày toàn rủ bố chạy quanh rừng mày lột cơm. Nó có chạy qua nhà mày không? Không. Anh tưởng nó chạy con nhà mày rủ mày chạy bộ, nó rủ mày chạy bộ cũng chạy bộ theo nó. Anh ơi đấy.